Thưa quý vị, vào tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật, trường đại học thành viên thứ 7 thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Việt Nhật là mô hình phát triển mới được kỳ vọng sớm trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế, là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Vâng, hiện nay thì trường đang nhận hồ sơ các chương trình đào tạo thạc sĩ đầu tiên ở 6 chuyên ngành bao gồm công nghệ nano, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật hạ tầng, khu vực học, chính sách công, quản trị kinh doanh. Đây là các chương trình đào tạo cùng hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, được chuyển giao công nghệ đào tạo từ các trường đại học danh tiếng của Nhật Bản như Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Tsukuba, Đại học Quốc lập Yokohama, Đại học Ritsumeikan và Đại học Waseda, và có sự điều chỉnh ở mức độ nhất định cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Thông tin tuyển sinh 6 chuyên ngành thạc sĩ này hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh, bởi thí sinh không phải là bất cứ bài thi nào mà chỉ cần nộp hồ sơ vào chuyên ngành và phỏng vấn. Đây là một phương thức xét tuyển không mới trên thế giới nhưng cũng chưa phổ biến tại Việt Nam. Ngưỡng mộ con người, đất nước và mong muốn được làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản là lý do đầu tiên khiến Thu Hà nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Việt Nhật. Tìm hiểu kỹ hơn, Thu Hà cảm thấy hào hứng khi thấy mình sẽ nhận được nhiều hỗ trợ nếu may mắn trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ này. Em được học cái chương trình do các trường đại học Yokohama là một trong những trường uy tín của Nhật Bản về cái chương trình quản trị kinh doanh này. Và cái thứ hai là trong cái quá trình học là trường cũng tạo điều kiện cho 50% các học viên xuất sắc được đi thực tập tại Nhật Bản. Còn phòng thí nghiệm công nghệ nano này sẽ là một trong nhiều địa chỉ để các học viên theo học chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ nano nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tại công ty công nghệ có ứng dụng nano vào sản xuất hoặc làm các công tác giảng dạy, nghiên cứu. Có thể nói công nghệ nano đang làm thay đổi thế giới. Nhà nước ta nói chung và Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng rất quan tâm đầu tư việc phát triển cái lĩnh vực công nghệ nano. Chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ nano của Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội có cái mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ nano cho sự phát triển của quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội đang tiến hành đầu tư 3 phòng thí nghiệm cho Trường Đại học Việt Nhật với các trang thiết bị hiện đại phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và học viên. Cùng với đó, phương thức xét tuyển của trường đại học này cũng khiến nhiều thí sinh thích thú khi chỉ phải thẩm định hồ sơ và phỏng vấn. Thứ nhất về xét tuyển hồ sơ thì mình thấy điều này là rất là quan trọng, bởi vì quá trình học của sinh viên thì cũng không nên đánh giá chỉ qua một bài thi nào đó mà nên được xét thông qua các cái chứng chỉ hay là các cái kinh nghiệm mà bạn ấy đã có rồi. Thứ hai là về phỏng vấn thì mình nghĩ thông qua phỏng vấn thì người ta sẽ thể hiện được nhiều hơn những cái năng lực và cái mong muốn và những cái điều mà người ta muốn nói. Phỏng vấn và cái xét duyệt này khá là khắt khe, nhưng mà nó như vậy nó sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ làm tốt hơn cho cái đầu vào của cái trường đào tạo thạc sĩ của Đại học Việt Nhật. 100 phòng ở trong khu ký túc xá đạt tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho các học viên của Trường Đại học Việt Nhật cũng được sắp xếp cho các học viên trúng tuyển. Rõ ràng, việc theo học các chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Việt Nhật sẽ là cơ hội cho những ai muốn học và làm việc trong môi trường của đất nước Nhật Bản. Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết hỗ trợ phần lớn học phí cho tất cả học viên được chấp nhận vào học tại trường. Qua đó, phần học phí học viên phải đóng chỉ là một phần nhỏ so với mức chi phí đào tạo thực tế.